Xin chào tất cả các em, chúng ta lại gặp nhau ở cái video tiếp theo. Video này là video số 7. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em mấy vấn đề sau. Cái vấn đề thứ nhất ở đây là khi mà các em nhập cái sổ phụ ngân hàng ấy, thì các em có nhìn thấy người ta có chi tiền hoa hồng cho cộng tác viên. Thì có nghĩa là ở đây công ty làm dịch vụ kế toán, và khi mà có một ai đó mà giới thiệu dịch vụ ấy thì sẽ trích là 10% hoa hồng. Đấy thì các em không biết là các em nhập sổ phụ ngân hàng thì các em nhập cái bút toán này thế nào. Đấy thì cô sẽ giải thích cho các em ở cái nghiệp vụ này, vì cô thấy đa phần các bạn làm là đang bị sai sai ở về cái bút toán. Ví dụ như bây giờ bình thường các em chi tiền cho hoa hồng như vậy nhá, thì các em sẽ định khoản là cứ nghĩ rằng là à cái này nó sẽ là vào, nếu mà bạn nào hiểu đúng thì các bạn ấy sẽ hiểu là à cái này là chi phí bán hàng, thì các bạn sẽ định khoản là nợ 6421 và có 1121 đúng không nào? Thế nhưng mà ở đây khi mà các em liên quan đến con người, vì lương của chúng ta là sẽ có lương của những người lao động chính thức và lương của những người cộng tác viên hay là những người lao động thời vụ đúng không? Thế nên là khi mà liên quan đến con người như vậy thì các em phải thông qua cái tài khoản 334 nhá. Đấy thì ở đây trong cái sổ phụ các em nhập, các em có nhìn thấy có một cái khoản là 3 triệu. Nhưng mà người ta lại, cái bạn kế toán chính thức là do cái bạn kế toán. Đây cô sẽ chỉ cho các em nhé. Mình sẽ lọc cái ngân hàng lên cho nó dễ. Các em lọc cái 1121 lên. Đây các em nhé, chúng ta sẽ bôi hai cái này vào để chúng ta quay ra bút toán của nó xem nó là thế nào. Vào ngày 29 tháng 3 và ngày 31 tháng 3 các em nhé. Các em mở cái sổ phụ ngân hàng ra. Các em nhìn cái nghiệp vụ ngày 29 và ngày 31 nhé. Đây bình thường nhá, thì ở trên đấy các em nhìn thấy là người ta đang chi ra một khoản là 3 triệu 3 đúng không? Đấy thì cô tin chắc rằng các bạn sẽ đang định khoản là nợ 6421 và có 1121 là 3 triệu 3. Nhưng mà cái nghiệp vụ này thì ở đây các em hiểu đúng là như thế này. Cái việc đầu tiên là chi cho cộng tác viên thì các em phải thông qua tài khoản 334. Đấy, và các em định khoản vào đây là nợ 6421 có 334. Nhưng cái số tiền bạn kế toán bạn ấy chi sai ở chỗ là 10% là người ta chỉ tính trên doanh thu thôi, chứ không được phép là tính trên cái tổng tiền thanh toán của khách. Nhưng cái bạn kế toán này khi mà chi tiền cho bạn cộng tác viên ý thì bạn ấy lại chi trên cái số tổng tiền thanh toán. Có nghĩa là cái hợp đồng của Thanh Bình này là 33 triệu là tổng tiền thanh toán. Tiền doanh thu chính thức chỉ có 30 triệu thôi. Nhưng mà bạn ấy lại thanh toán tiền hoa hồng trên cái tổng tiền thanh toán. Vậy mà khi gặp phải cái tình huống như thế này thì các em sẽ phải xử lý như thế nào? Thì các em nhìn thấy cô làm bút toán đây. Đầu tiên là các em ghi nợ 6421 có 334 là số tiền đúng. Theo cái số tiền hoa hồng mình phải trả. Thế còn khi mà chi, bạn ấy chi quá thì các em phải xử lý cái phần chi khóa quá đấy vào một khoản phải thu khác.
để sau này mình xem lỗi của ai, nếu lỗi của bạn đấy mình sẽ trừ lương của bạn đấy nếu như bạn ấy không thu lại được tiền. Còn nếu mà bạn ấy thu lại được tiền của cái bạn cộng tác viên đấy thì chúng ta sẽ làm bút toán thu lại. Đấy, thì ở đây các em sẽ có hai bút toán. Một bút toán là đây, một bút toán là dưới này. Thì cái tiền chi quá đấy các bạn cho vào 3388 nhá. Đấy, và đến khi mà bạn ý, ví dụ như bạn ý thu lại được của cộng tác viên thì bạn ấy sẽ nộp lại tiền cho công ty đúng không? Thì đây, chúng ta sẽ có thêm một bút toán này là bút toán thu lại cái tiền chi quá này nhá. Đấy, thế như cái nghiệp vụ này thì các bạn thấy là nó sẽ phải có 3 bút toán. Đấy, thì các bạn kiểm tra lại cái phần mình làm xem có đúng như thế này không. Nếu mà bạn nào mà chưa đúng như thế này thì các bạn phải sửa nhá. Đấy, tương tự như thế. Tiếp theo của một cái hợp đồng của Sunhouse này cũng vậy này. Đấy. Ở đây tổng tổng hợp đồng là 150 triệu và tổng tiền thanh toán là 165 triệu. Đấy thì bạn ấy cũng lại trích hoa hồng là trên tổng tiền thanh toán, thành ra là bạn ấy chi là 16 triệu 500. Thì bây giờ các em cũng lại có 3 bút toán như thế này. Đấy. Và nhớ là ở cái chỗ chi vào bán hàng, chi phí bán hàng này và ghi có 334 thì chỉ là 15 triệu thôi. Đấy. Còn khi ghi nợ 334 thì cũng là 15 triệu, còn cái phần chi quá các bạn cho vào 1388 để mình phải cho vào một khoản phải thu khác nhá. Đấy, thì trên sổ phụ ngân hàng các bạn lưu ý hai cái nghiệp vụ là số tiền 16 triệu 500 và cái số tiền 3 triệu 3 của ngày 29 tháng 3 và của ngày 31 tháng 3. Tất cả các bạn mở sổ phụ ngân hàng ra kiểm tra cái phần này nhá. Nếu mà thấy nghiệp vụ của mình làm sai thì sẽ sửa đi. Đấy là cái lưu ý thứ nhất. Cái cô lưu ý thứ hai cho các em ở cái video này. Hôm trước cô có hướng dẫn cho các em cái phần phân bổ thuế. Thì chúng ta sẽ lọc ở đây là cái số thuế dùng chung đúng không? Nhưng trong tình huống công ty này nó có cái phần thuế của tài sản cố định và thuế của hàng hóa dịch vụ. Nếu như mà mình phân bổ chung chung như thế nó không chính xác, tại vì trong cái quy định về tài sản cố định dùng chung cho cả lĩnh vực chịu thuế và không chịu thuế thì chúng ta sẽ phải phân bổ. Mà nếu như bây giờ mình lọc tất cả dùng chung nhé, mình phân bổ nó sẽ ra một con số khác và cái số tiền thuế của tài sản cố định đấy cô thấy nó không chính xác, nên hôm nay cô hướng dẫn các em làm lại. Đây, các em mở cho cô một cái sheet theo dõi VAT ra đây. Thì trên cái sheet này các em sẽ đây, đây là tổng số thuế đầu vào nhé. Đấy, tất cả những cái hóa đơn mà có VAT đầu vào, các em sẽ thống kê nó ra đây. Đấy, thì đây chỉ là số thuế đầu vào thôi. Đấy, và đây là số thuế đầu vào của mảng dịch vụ kế toán, có nghĩa là nó được khấu trừ. Thế còn cái VAT của cái mảng đào tạo kế toán là cái mà mình không được khấu trừ thì mình cho luôn vào giá trị trước thuế rồi. Thì cô cũng xin đính chính. Hôm qua cô ngồi cô soát lại trên nhật ký chung, cô thấy nó có một cái mua máy chiếu dùng cho đào tạo. Nhưng mà cô hôm trước cô có nhầm cái nghiệp vụ đấy là cô lại vẫn tách thuế ra. Thì hôm qua cô có sửa lại, thì các em cũng sửa lại giúp cô nhé. Cái tiền mua máy chiếu dùng cho đào tạo ấy. Đấy, thì các em mở cái nghiệp vụ đấy ra hộ cô và sửa lại cái số thuế đấy là số thuế không được khấu trừ vì cái máy chiếu là dùng cho đào tạo mà đào tạo là không chịu thuế. Đây này, ở cái nghiệp vụ ngày mùng 2 tháng 5 các em nhá. Các em sửa lại, hôm trước là cô có tách thuế đúng không? Thì cái đấy là cô nhầm. Thì hôm qua cô có sửa lại, giờ các em cũng sửa lại cái đấy cho cô. Đấy, và chúng ta sẽ thực hiện lại phân bổ thuế giá trị gia tăng theo như là thế này. Tức là bây giờ mình sẽ tách riêng nhá, cái thuế của tài sản cố định đây. Cái ô tô đấy là chúng ta được khấu trừ 160 triệu. Thì các em sẽ lấy ra đây là 160 triệu. Thế còn tổng số thuế đầu vào dùng chung thì các em sẽ lọc ở đây. Các em sẽ lọc ở cái phần diễn giải. Đây.
Đây các em nhé, số thuế được khấu trừ thì các em đây lọc ở đây thì nó sẽ có cái tiền mua máy tính thì cô đang mua mua giấy để in sổ sách ấy, thì cô đang cho nó vào là cái chi phí đấy là phục vụ cho mảng dịch vụ kế toán, thì cái số thuế là được khấu trừ thì chúng ta sẽ cho vào cái cột này. Đây là VAT đầu vào của dịch vụ đấy, thì nó là cái số tiền này. Thế còn cái số dùng chung đây thì các em sẽ lọc ở cái phần diễn giải là cái thuế VAT dùng chung nhé. Thì đây các em lọc số thuế dùng chung đây. Đấy, các em xem số tiền đây, tổng số tiền đây nhá. Tổng số tiền là 171.0043. Thì trong cái tổng tiền này các em thấy nó có cái thuế của tài sản cố định thì cô tách riêng ra đây. Đây là thuế của tài sản cố định, còn lại nó là số thuế của hàng hóa dịch vụ, đúng không? Vậy thì lúc này cái số thuế dùng chung của tài sản cố định này thì các em sẽ phải phân bổ riêng nhá. Đấy, các em sẽ lấy cái này, các em chia cho tổng doanh thu và nhân với doanh thu chịu thuế. Thì trong cái 160 triệu này, chúng ta chỉ được khấu trừ có 98 triệu thôi. Đấy, như vậy là sẽ lấy 160 triệu trừ đi 98 triệu thì nó sẽ ra số thuế không được khấu trừ của tài sản cố định là 61 triệu đây. Thì đấy là cái phần phân bổ thuế của tài sản nhé. Thế còn lại cái thuế của hàng hóa dịch vụ thì các em cũng phân bổ theo tỷ lệ doanh thu, chia cho cái này và nhân với cái doanh thu chịu thuế thì nó sẽ ra số thuế được khấu trừ. Như vậy là 11 triệu này chúng ta chỉ được khấu trừ có 6 triệu này thôi. Và đây là số thuế không được khấu trừ. Đấy, thì sau khi mà các em phân bổ xác định được số thuế được khấu trừ rồi thì đây số thuế được khấu trừ nhá, là các em sẽ lấy cái số thuế đầu vào của mảng dịch vụ kế toán chính là cái số tiền này cộng với số tiền mà sau khi các em phân bổ đây, nó là cái số được khấu trừ đây, các em cộng vào với nhau. Đấy, thì cái số thuế được khấu trừ này chúng ta sẽ đưa vào chỉ tiêu 25 trên tờ khai nhé. Một lát nữa thì cô sẽ hướng dẫn các em vào tờ khai. Thế còn cái số thuế không được khấu trừ này thì trên sổ các em phải có bút toán điều chỉnh cho cô. Điều chỉnh số thuế không được khấu trừ nhé. Thì các em sẽ vào cuối. Mời vào ạ. Em lọc cho cô nhé. Ở đây các em sẽ lọc 1331, 1332 và 3331. 3331. Ừ, chào con. Đấy, thì các bạn thấy nhá, đây là toàn bộ số thuế đầu ra của kỳ này. Đây là toàn bộ số thuế đầu ra là 44 triệu 340. Trong khi đó đầu vào của chúng ta lớn hơn đầu ra thì chúng ta sẽ khấu trừ hết số thuế đầu ra này, đúng không? Thế và chúng ta sẽ khấu trừ nó với cái thuế nào ở đây? Vì ở đây các bạn thấy nhá, số thuế được khấu trừ của hàng hóa của tài sản cố định nó tận 61 triệu. Nó nhiều hơn số thuế đầu ra. Là đây, đầu ra chỉ có thế này thôi nên chúng ta chỉ khấu trừ với 1332 thôi. Đấy, nếu như chúng ta khấu trừ với 1331 cũng được. Nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ phải ghi có cho cả 1331 lẫn 1332 vì 1331 nó không đủ để khấu trừ số này. Thế nên là ở đây cô chỉ khấu trừ với 1332 thôi. Thì bút toán của các em sẽ là nợ 3331 và có 1332 là số tiền này nhá. Đây là số thuế được khấu trừ trong tháng bởi vì đầu ra nhỏ hơn đầu vào nên mình sẽ khấu trừ hết đầu ra. Thế còn lại cái số thuế không được khấu trừ đây, các em nhìn ở bên bảng thống kê VAT của mình nhé, chính là hai cái số này đấy. Sau khi mà mình phân bổ ở đây đúng không, thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị này các em trừ đi số thuế được khấu trừ thì nó sẽ ra số thuế không được khấu trừ.
Đấy, của hàng hóa dịch vụ cũng vậy, thì nó sẽ ra số thuế không được khấu trừ, và cái số thuế không được khấu trừ này các em sẽ đẩy nó vào chi phí, tại vì những cái dùng chung này của mình đa số là chi phí quản lý, thì lúc này bút toán ở đây chúng ta sẽ ghi nợ cho 642. Ở đây cô bôi cái chỗ này vào để cho các em nhìn thấy bút toán luôn nhé. Đấy, mình sẽ quay ra để cho các em nhìn thấy bút toán này. Đây, các em nhìn đây, cô điều chỉnh vào 6422. Bởi vì là những cái mà mình mua dùng cho quản lý, ô tô cũng dùng cho quản lý, rồi thì tiền điện, tiền nước, tiền internet chẳng hạn, nó là những cái dùng chung mà lúc trước mình đang định khoản vào 6422 ấy, thì các em sẽ điều chỉnh nó vào đây. Đấy. Thì ở đây khi mà mình điều chỉnh như thế này thì giả dụ nhá, trong tháng, trong quý này mà các em lại có cái đầu ra lớn hơn đầu vào thì chắc chắn các em sẽ không được khấu trừ hết đầu vào của cái nợ 1331 đâu, vì nó còn có một khoản bên có của 1331 với 1332 như thế này là các em phải trừ đi. Cô lấy ví dụ như bây giờ nhá, cái tiền thuế đầu vào của đầu ra của các em nó lên tới 200 triệu đi, mà trong khi đó đầu vào của tài sản cố định này mình chỉ được khấu trừ có 98 triệu này, cộng với số này này, cộng với cái số thuế, như vậy là số thuế được khấu trừ của các em chỉ có 105 triệu đây. Nếu như số thuế đầu ra mà là 200 triệu, chắc chắn các em sẽ không được khấu trừ tất. Ví dụ như bình thường là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ khấu trừ cái 160 triệu này cộng với cái này, đúng không? Nhưng mà đấy, cái bản chất của phần thuế VAT, nếu như các em không làm đúng thì nay mai thuế họ sẽ bóc, khi mà quyết toán thuế là họ sẽ bóc VAT, số thuế không được khấu trừ. Thế nên là như ở tình huống này thì các em thấy rằng là mặc dù tổng số thuế đầu vào nhá, đây, các em nhìn cái cột này này, tổng số thuế đầu vào của các em tận 175 triệu. Nếu như các em có số thuế đầu ra là 200 triệu mà các em không được học thì các em, cô đoán chắc là khi đi làm các em sẽ lấy số thuế này để các em khấu trừ. Đấy, như vậy là sau này các em sẽ bị bóc VAT ra. Các em thấy là chính thức mình chỉ được khấu trừ bao nhiêu thôi. Đây, số thuế được khấu trừ đây chỉ là 105 triệu thôi các em nhé. Thế trong khi đó thì tổng số VAT đầu vào của mình tận 175 triệu. Đấy, thế nên là nếu như trong trường hợp này mà có 200 triệu mà tổng số thuế, cô lấy giả dụ như đây, đấy là cái phần chênh lệch, đây là các em đang hiểu đơn thuần là tất cả những cái này là hóa đơn của mình đều có VAT thì mình sẽ được khấu trừ, đúng không? Thì nếu như trong trường hợp mà các em khấu trừ 175 triệu này thì các em sẽ bị bóc ra. Ngoài cái việc đấy ra thì bây giờ cô lấy ví dụ như bây giờ ở đây mình đang có cái, cứ cho là các em xác định đúng, các em xác định đúng, đây là cái việc mà các em xác định sai nhá. Còn bây giờ các em xác định đúng là à, cái này mình sẽ phải phân bổ. Vậy thì sau khi phân bổ các em có số thuế được khấu trừ là số này. Đây, số thuế được khấu trừ là số này. Đấy, thì các em cũng phải lưu ý là à đây, bây giờ trước mắt là các em xác định được là đây là 169 nhá. Các em thấy nó có sự chênh lệch với cái 175 lúc nãy đúng không? Là cứ cho là có ở cái nấc thứ hai, ở cái nấc thứ nhất là do các em không hiểu biết, các em cứ nghĩ rằng là có VAT là mình khấu trừ thì mình khấu trừ cả 175 triệu thì cũng là sai. Cái nấc thứ hai, những em khá hơn một chút thì các em ấy cũng biết là à, những cái VAT mà của đầu ra không chịu thuế là các bạn ấy đã biết gộp vào giá trị trước thuế rồi. Nhưng mà còn cái vấn đề phân bổ ấy thì các bạn ấy lại bỏ, không biết, các bạn bỏ qua, mà như vậy thì các bạn ấy sẽ khấu trừ 169 triệu này cũng sai. Đúng không? Đấy, vậy thì ở đây tình huống đúng là các em sẽ phải lấy cái số thuế 169 triệu này. Các em trừ đi những cái số thuế không được khấu trừ.
Đấy, sau khi phân bổ số thuế này là không được khấu trừ. Thì cái này có phải là tổng nợ của 1331 không? À, tổng nợ của 133 chứ không phải là 1331. Đây là 1332 và đây là 1331. Như vậy là đây là tổng 133. Thế trong khi đó đây là tổng có của 133. Bởi vì là mình đang điều chỉnh mà, đúng không? Mình đang điều chỉnh, mình đang ghi nợ 6422 và có 133. Như vậy thì trong cái kỳ này nếu như nó xuất hiện một khoản bên có của 133 như thế này thì bọn em sẽ phải lấy toàn bộ cái này, các em trừ đi cái này còn bao nhiêu mới được khấu trừ. Đấy, thì lúc đấy mới là đúng. Đấy thì cô giảng sâu hơn một chút về vấn đề này. Tóm lại là bây giờ các em sẽ thống kê ra đây. Đây là tổng số thuế đầu vào, mình chưa quan tâm đến nó có được khấu trừ hay không. Đấy. Và các em thống kê ra đây cho cô là cái số thuế đầu vào của cái phần doanh thu chịu thuế chính là mảng dịch vụ kế toán là bao nhiêu. Tất cả những cái gì mà các em mua về để phục vụ cho mảng dịch vụ kế toán là các em vẫn được khấu trừ bình thường vì bán ra chịu thuế, thì các em cho nó ra một cột này. Thế còn những cái dùng chung thì các em sẽ liệt kê ra cái cột này. Đấy, và các em liệt kê ra cái phần doanh thu của cái mảng không chịu thuế. Liệt kê ra đây là những cái phần doanh thu của mảng chịu thuế và đây là tổng doanh thu. Đấy. Thế sau đó thì cái số thuế dùng chung các em sẽ phải phân bổ theo tiêu thức chia cho tổng doanh thu và nhân với doanh thu chịu thuế để tìm ra số thuế được khấu trừ. Thì trong 160 triệu này dùng chung chúng ta chỉ được khấu trừ có 98 triệu thôi. Còn cái số thuế không được khấu trừ nó chính là cái số này. Và của hàng hóa dịch vụ cũng vậy. Tổng số thuế được khấu trừ, tổng số thuế dùng chung là số tiền này. Thì sau khi phân bổ các em chỉ được khấu trừ số này, thì đây chính là số thuế không được khấu trừ. Và hai cái này các em sẽ phải điều chỉnh vào sổ sách nhé. Điều chỉnh vào sổ sách này. Các em lọc cái tài khoản 3331 đây với cả 1331 với 1332 thì các em sẽ nhìn thấy cái bút toán cô làm đây, chính là cô điều chỉnh ghi nợ 6422 và có cho 1332 là số tiền này, chính là cái số tiền này đấy. Và 1331 cô ghi có cho 1331 thì nó chính là cái số tiền này. Đấy, đây là số thuế VAT sau khi phân bổ không được khấu trừ nhé. Thì các em sẽ điều chỉnh như vậy. Đấy là cái lưu ý thứ hai ở cái video này. Các em sửa lại toàn bộ cái phần phân bổ thuế cho cô, phân bổ thuế giá trị gia tăng nhé. Đấy. Tiếp theo nữa. Sau khi mà các em làm lại các cái bút toán đấy thì nó sẽ liên quan đến các bút toán kết chuyển lãi lỗ, đúng không nào? Tại vì ví dụ nhá, hôm trước mình phân bổ số thuế VAT dùng chung là chung chung ấy, mình không tách biệt hai cái này, nó đang ra một số tiền khác. Hôm nay chúng ta phân bổ nó ra một số tiền khác, với cả cô có điều chỉnh lại một cái tiền của máy chiếu dùng cho đào tạo mà trước đây cô tách VAT rồi gộp ấy, thì cái phần gộp đấy nó liên quan đến 242. Tại vì máy chiếu là mình đang định khoản vào 242 mà từ 242 mình lại phân bổ nó vào 154 của đào tạo, mà từ 154 đào tạo nó lại vào giá vốn, vào giá vốn thì nó lại vào 911. Như vậy là nó ảnh hưởng đến tất cả các bút toán kết chuyển lỗ lãi. Thế nên sau khi các em làm xong các việc này đấy thì các em sẽ kết chuyển lại lỗ lãi cho cô nhé. Kết chuyển lại lỗ lãi. Sau khi mà các em kết chuyển lại lỗ lãi xong thì lúc đấy các em sẽ vào sổ cái. Đấy, các em sẽ vào sổ cái. Còn hôm nay thì cái bước mà vào sổ cái với cả bảng cân đối phát sinh thì hôm trước cô cũng hướng dẫn các em cách làm rồi, cô không hướng dẫn nữa, cô chỉ bảo các em sửa lại cho cô thôi. Còn hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vào tờ khai nhé. Ví dụ như liên quan đến lương như vậy, đúng không? Thì bây giờ các em sẽ vào tờ khai thuế giá trị gia tăng đây. Các em mở. Em nào mà chưa có cái hỗ trợ kê khai này thì các em sẽ tải cái mẫu cái hỗ trợ kê khai này là miễn phí thôi. Các em lên Google, các em gõ HTKK cái phiên bản 3.8.7 nhé.
các em tải cài về. Thế và khi mà các em cài về thì nó sẽ có cái biểu tượng đây, thì để các em kê khai thì các em kích vào đấy, sau đó các em nhập mã số ở trong cái hóa đơn của bên cô có mã số thuế, các em nhập cái mã số thuế vào đây đấy, sau đó các em đồng ý. Sau khi các em đồng ý thì nếu như máy bạn nào mới chưa có thông tin, các em phải vào hệ thống này nhá, đấy thông tin doanh nghiệp thì các em sẽ khai nhá. Khai ở đây cô không muốn ấy, cô các em gõ hết thông tin doanh nghiệp ra đây. Đấy, còn cái ngày bắt đầu năm tài chính thì tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều thống nhất năm tài chính là ngày mùng 1 tháng 1 và kết thúc năm tài chính là 31 tháng 12. Đấy, kể cả các em mới thành lập từ tháng 6 thì cái ngày bắt đầu năm tài chính ở đây các em vẫn khai là ngày mùng 1 tháng 1 nhá. Còn ở đây là các em chỉ cần tích vào, các em chọn chi cục nào quản lý, như thế là xong. Còn cái dưới này là thông tin đại lý thuế. Thì khi nào mà công ty của các em có thuê đại lý thuế thì các em sẽ khai thông tin của công ty đại lý thuế vào đây. Còn nếu không có thì bỏ trống. Thì sau khi các em khai xong các cái chỉ tiêu ở trên thì các em ấn vào cái nút ghi này nhá. Đấy, các em ghi xong thì các em đóng nó vào. Đấy, thì bắt đầu bây giờ nhá, cô hướng dẫn các em là tờ khai thuế giá trị gia tăng đi đã nào. Đấy, thì nếu như các công ty mà áp dụng phương pháp khấu trừ thì các em vào cái mẫu 01 này. Các em vào mẫu 01 này nhá. Bây giờ nó không có bảng kê, các em cứ thế này là các em đồng ý luôn. Đấy. Như vậy là các chỉ tiêu ở đây các em sẽ phải lấy số nhặt số liệu ra. Các em sẽ phải nhặt số liệu ra. Đây là cái mà giá trị trước thuế của tất cả các cái tờ hóa đơn giá trị gia tăng các em nhé. Còn những cái hóa đơn bán hàng hay là tem vé nó cũng được quản lý như hóa đơn, nó cũng là một dạng hóa đơn, nhưng mà đây là tờ khai thuế giá trị gia tăng, mình chỉ khai cho những cái hóa đơn giá trị gia tăng thôi, nên là các em lấy toàn bộ hóa đơn giá trị gia tăng, các em nhặt cái giá trị trước thuế của nó để các em cho vào đây. Thì cái này cô không nhặt, mất thời gian, cô chỉ hướng dẫn các em là phần thuế. Đây, cái cột 24 này thì các em sẽ lấy từ đâu? Mình sẽ mở cái sổ sách ra, cô thống kê VAT đây, đúng không? Thì cái tổng số thuế đầu vào của các em ở đây là 175.597.223, các em sẽ đưa nó vào đấy. 175.597.223 nhé. 175.597.223. Đấy. Thế còn cái chỗ chỉ tiêu 25 này là số thuế được khấu trừ thì các em sẽ lấy cái cột được khấu trừ chính là cột nào? Đây này. Số thuế được khấu trừ chính là cái cột này. Đấy, như lúc nãy cô giảng cái cột này rồi, hoặc là các em hôm nào cô gửi cái mẫu này thì các em tự vào đây đặt công thức, đặt con trỏ vào đây thì nó sẽ biết là lấy từ đâu. Đây cô sẽ lấy cái số thuế này cộng với số thuế, hai số thuế này thì nó sẽ ra số này. Thì cái này chính là cái mà các em phải đưa vào chỉ tiêu 25. Chúng ta chỉ được khấu trừ số này thôi. Đấy. Không biết được các em nhé. 105750484. Đấy. Thế còn bán ra nhá, thì vì các em đang có doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế thì các em đọc ở đây, các em thấy nó có cái chỉ tiêu 26 này là hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế thì các em sẽ phải khai vào đây. Có nhiều bạn là bỏ qua không khai vào đây vì các bạn ấy chỉ đọc ở dưới này thôi,
chỉ thấy chỗ này là 0%, 5%, 10% thì là các bạn ấy đọc vào đây. Thì trong quá trình cô đi soát xét, cô thấy có khá nhiều các bạn là bỏ qua cái chỗ này không điền. Thì các em lưu ý là nó có cái cột đấy đúng không? Thì mình phải đọc. Đây là chỉ tiêu 26 là nó dành cho cái doanh thu không chịu thuế. Mà trong công ty của mình có doanh thu không chịu thuế đây. Doanh thu đào tạo chính là doanh thu không chịu thuế là 269444, các em khai vào đây. 269444. Đấy. Thế còn cái phần doanh thu của mảng dịch vụ kế toán là chịu thuế 10% thì các em sẽ lấy đây. Doanh thu của đào tạo này, doanh thu của dịch vụ kế toán đây là 431400. Đấy. Như vậy là trong kỳ này các em sẽ nhìn nhá. Số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 62 triệu đây. Như vậy là các em có số thuế đầu vào lớn hơn đầu ra nên là các em còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Đấy thì các em không phải đi nộp thuế. Thế còn trường hợp mà nó dương ở cái chỉ tiêu 4 dương ở chỉ tiêu 40 này này là số thuế phải nộp ấy. Xác định nghĩa vụ số thuế giá trị gia tăng phải nộp ở chỉ tiêu 40 này, 40A nhá, thì các bạn sẽ phải đi nộp thuế ngay trong kỳ đấy. Chỉ tiêu 40 đây, 40 thì nó sẽ nhảy xuống, à 40A nó sẽ nhảy xuống 40. Thì lúc này các em sẽ, nếu mà cứ dương ở chỉ tiêu 40 thì các em nhớ là phải đi nộp thuế. Nếu như công ty của các em mà kê khai theo quý thì thời hạn nộp là ngày 30 của tháng tiếp theo quý sau. Còn nếu mà kê khai theo tháng thì là ngày 20 của tháng sau. Đấy, các em cứ đi thời hạn nộp tờ khai thế nào thì thời hạn nộp thuế như thế đấy là các em nhớ phải đi nộp thuế. Còn đây là nó dương đầu vào thì các em sẽ để đấy khấu trừ kỳ sau thôi. Đấy, đấy là cái phần về tờ khai thuế nhá. Thì sau khi mà các em xác định khai xong như thế này thì các em kết xuất ra XML để các em gửi qua mạng. Đấy, thế còn cái việc mà gửi qua mạng sau này các em đi làm, các em tự tìm hiểu sau, khi đó các em sẽ có cái USB đấy thì các em sẽ cắm vào và các em vào trang nộp tờ khai để các em nộp nhé. Thế cô sẽ dừng lại cái phần tờ khai thuế giá trị gia tăng ở đây. Các em chú ý khi mà khai thuế thì các em phải kiểm tra cái kỳ trước. Nếu như trong trường hợp mà nó có chỉ tiêu 43 nhá thì các em ở kỳ trước ấy nó có chỉ tiêu 43 thì đến kỳ sau các em nhớ phải kiểm tra cái chỉ tiêu này. Đấy, để tránh bị sai sót, tránh bị bỏ sót ấy. Đấy, đấy là cái lưu ý nhá. Bây giờ các em đóng cái trường hợp này vào. Cái tờ khai này các em thấy nó có tờ khai theo tháng và theo quý đúng không? Thì tất cả các công ty mới thành lập thì các em khai theo quý nhá. Còn nếu mà nó đủ 12 tháng thì các em sẽ xét doanh thu của năm trước liền kề. Nếu như năm trước, ví dụ như bây giờ các em thành lập vào tháng 6 của năm 17 thì cái năm 17 đấy các em sẽ kê khai theo quý. Vì năm 17 nó không đủ tròn 12 tháng nên mình không xét doanh thu. Mà đến tận năm 18 các em lại khai theo quý và khi đó nó đã đủ 12 tháng của năm 18 thì đến lúc cuối năm 18 các em mới xét doanh thu. Nếu mà năm 18 của các em mà doanh thu dưới 50 tỷ thì đến năm 19 các em chọn tờ khai theo quý. Còn nếu mà năm 18 của các em trên 50 tỷ thì các em chọn tờ khai theo tháng. Và tờ khai theo tháng hay tờ khai theo quý thì các em sẽ áp dụng thống nhất trong 3 niên độ kế toán. Đấy là cái mà lưu ý ở cái phần tờ khai thuế giá trị gia tăng. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tờ khai thuế giá trị tờ khai thuế thu nhập cá nhân nhé. Các em mở cái thuế thu nhập cá nhân ra thì các em sẽ mở cái mẫu 05 KK theo thông tư 92 đây. Đấy, thì trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân các em cũng thấy nó có theo tháng theo quý đúng không? Trong trường hợp mà tờ khai thuế giá trị gia tăng của các em mà đang lựa chọn tờ khai theo quý thì đến tờ khai thuế thu nhập cá nhân các em cũng chọn theo quý. Còn nếu như trong trường hợp tờ khai thuế giá trị gia tăng của các em kê khai theo quý theo tháng thì tờ khai thuế thu nhập cá nhân các em sẽ xét số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ. Nếu như mà nó lớn hơn từ 50 triệu trở lên
thì các em sẽ lựa chọn theo tháng. Còn nếu mà số thuế khấu trừ của các em nhỏ hơn 50 triệu thì các em sẽ lựa chọn theo quý nhá. Đấy thì bây giờ ví dụ như trên bảng lương đây, các em mở bảng lương của công ty mình ra và cứ coi như đây là công ty này đang kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, thì lúc này các em sẽ xét trên bảng lương đúng không? Đấy, các em nhìn đâu là cột thuế thu nhập cá nhân nào? Đây, đúng không? Đấy, thì tổng số thuế thu nhập cá nhân của các em trên một bảng lương nó rất là ít như thế này. Đúng không nào? Thì các em sẽ à không, đây là thu nhập chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân đây. Đấy, nó ít như thế này thì các em sẽ lựa chọn tờ khai theo quý nhá. Thì bây giờ các em sẽ mở tờ khai theo quý ra. Đồng ý này. Đấy, thì ở trên cái tờ khai này các em sẽ nhìn thấy từ chỉ tiêu 21 cho đến chỉ tiêu 25, đơn vị tính của nó là người nhá. Thì bây giờ ở chỉ tiêu 21 là tổng số người lao động. Thì cái tổng số người lao động ở đây là người ta không quan tâm đến là người đấy có đóng bảo hiểm hay không, miễn là em có chi ra tiền lương cho bao nhiêu con người thì đấy là tổng số lao động. Thì ở đây các em nhìn của chúng ta sẽ có đối tượng là lao động chính thức, là những người ở bộ phận quản lý và những người ở bộ phận dịch vụ. Cô có chia ra làm hai bảng nhé, của bộ phận quản lý và của bộ phận dịch vụ, thì đây đều là những người đóng, có tham gia đóng bảo hiểm. Thế còn ngoài ra thì các em có cộng tác viên nữa. Cộng tác viên thì như vậy là thuộc về đối tượng không chính thức đúng không? Thì ở trên tờ khai thuế này có nghĩa là ở đây là có hai người này, và ở cái bảng lương chính thức này là các em có 6 người, như vậy là tổng số người lao động ở đây sẽ là 8. Đấy. Thì trong đó ở đây các em đọc chỉ tiêu 22 này, trong đó cá nhân cư trú có hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động ở đây được hiểu là từ 3 tháng trở lên và có tham gia bảo hiểm. Như vậy là chúng ta sẽ có 6 người ở bên này. Đúng không? Bảng lương chính thức mà đóng bảo hiểm. Ở đây chúng ta có 2 người của bộ phận quản lý và 4 người của bộ phận dịch vụ. Như vậy là có 6 người nhá. Đấy. Thế còn xuống đến chỉ tiêu 23, tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế, thì các em sẽ nhìn nhé, ở đây bảng lương của các em này có những ai phải khấu trừ thuế, đã khấu trừ thuế đúng không nào, thì mình phải xem cái phần thuế thu nhập cá nhân này này, xem có những người nào phải khấu trừ. Ở bảng trên này có một người, đây là phần thuế thu nhập cá nhân này, thì bảng trên này hai người nhưng mà chỉ có một người đến mức nộp thuế thôi. À cô nhầm, cô phải kéo đây. Vì ở đây thu nhập tính thuế của mình là cả hai người này đều có. Đấy. Như vậy cái chỗ tiền này là cái tiền mà nợ 334 và có cho 3335, là ở trên cái sổ nhật ký chung nó sẽ nhảy lại nhé. Thế còn dưới này của các em có 4 người thì đây là thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế là 4 triệu rưỡi. Thì ông này, cái người cuối cùng này là không phải nộp thuế vì thu nhập tính thuế của họ âm. Thế nên là các em không phải tính thuế. Như vậy là có 6 người thì có 5 người là 5 người, ở đây người ta nói là tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế. Như vậy là các em có 6 người nhưng mà chỉ có 5 người đã khấu trừ thuế thôi. Đã khấu trừ nhá. Đấy là lao động chính thức. Thế còn ngoài ra thì có cộng tác viên, cộng tác viên của các em thì hai người này đều phải khấu trừ. Mặc dù là lương của người ta thấp nhưng mà theo luật thuế từ 2 triệu trở lên là phải khấu trừ 10% rồi. Thì đấy là trường hợp mà người ta không làm cam kết. Thì bây giờ cô chưa nói đến cái vấn đề cam kết ở đây, mà cứ theo luật mình làm, ở đây là trên 2 triệu rồi là chúng ta sẽ phải khấu trừ đúng không? Như vậy là ở bên kia có 5 người và bên này có 2 người là 7 người. Đây, có 7 người là đến mức phải khấu trừ thuế. Đấy. Ở đây không cư trú các em không có nhá. Thế nào là không cư trú thì là những người nước ngoài có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày và không đăng ký cư trú theo luật cư trú ở Việt Nam thì các em xếp họ vào là đối tượng không cư trú. Còn đây chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta là đối tượng cư trú. Tiếp theo tổng số, tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân. Thì người ta nói là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân, nên là
Mình sẽ lấy ở cái cột thu nhập chịu thuế ở trên tiền lương nhá. Các em xem ở cái phần thu nhập chịu thuế của các em trên tiền lương ấy. Ví dụ như đối tượng cộng tác viên này nhá, thì cái thu nhập chịu thuế của họ chính là cái doanh thu này luôn, à cái hoa hồng này luôn. Hoa hồng họ nhận được ấy là cái chính là cái thu nhập của họ đúng không? Thì ở đây là 18 triệu nhá, cộng với cái bảng lương này, các em xem cái cột thu nhập chịu thuế đâu? Đây đúng không? Các em sẽ đặt bằng vào đây, các em sẽ lấy cột này của bộ phận quản lý cộng với bộ phận dịch vụ thì ra 69. Đấy, 69102. Và cô sẽ xem nào, ở đây nó có phân ra là cư trú mới không cư trú đúng không? Thì các em sẽ cộng thêm cả của 18 triệu. Cộng thêm với 18 triệu của cộng tác viên vào. Thì nó sẽ ra đây là toàn bộ là thu nhập chịu thuế là 87102273. Các em ghi vào đây là 87 chứ. 87102273. Đấy. Đấy là cư trú nhá. Có nghĩa là cư trú ở đây là các em lấy cả những người đóng bảo hiểm và những người không đóng bảo hiểm, miễn họ là người cư trú. Đấy, còn lúc này mình chưa quan tâm đến là đã đến mức khấu trừ thuế hay chưa, các em cứ lấy tổng thu nhập chịu thuế vào đây. Thế còn xuống đến dưới này ở chỉ tiêu 29 thì các em thấy là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ. Thì lúc đấy người ta mới lại quan tâm đến thu nhập chịu thuế của những người thuộc diện phải khấu trừ. Đấy, thì các em sẽ phải xem ở bên chỗ 69 triệu này này thì sẽ có cái phần thu nhập chịu thuế của cái người mà không đến mức phải đóng thuế đúng không? Đây, chính là cái người này. Thì bây giờ các em phải trừ đi. Đấy. Thì ở đây mình sẽ lấy cái 69 triệu này, mình trừ đi cái 4 triệu rưỡi của cái người không đến mức phải khấu trừ. Thì ở đây chỉ là 64 thôi. Đấy, ở bên cái bảng này chỉ là 64 thôi. Và cái 64 này cộng với 18 18 triệu của cộng tác viên thì ở đây sẽ là 826.02273 826.02. Đấy, còn không cư trú không có thì mình bỏ qua. Các em phân biệt nhé, giữa chỉ tiêu 26 với chỉ tiêu 29, người ta nói cái câu từ nó rất là rõ, nhưng mà cô thấy các bạn để cho các bạn tự làm, các bạn chả biết làm thế nào. Các bạn phải chịu nghiên cứu. Ví dụ như ở đây nó nói là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân, đúng không? Thì mình phải xem đâu là thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân. Thế còn xuống dưới này người ta nói là tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ. Thì có nghĩa là các em xem có ai đấy mà người ta phải đến mức khấu trừ thuế, mình đang khấu trừ ấy, thì mình mới lấy đúng không? Còn cái người ví dụ như trên này là có tất cả là 6 người ở bên bên chính thức và ba hai người ở bên không chính thức là 8 người. Thì các em cộng tất cả cái cột thu nhập chịu thuế của 8 người đấy vào. Thế còn bên này thì có một người là không đến mức phải khấu trừ thì các em sẽ lấy cái thu nhập chịu thuế đấy, các em trừ đi cái thu nhập chịu thuế của cái người mà không đến mức phải khấu trừ thì nó sẽ ra cái chỉ tiêu này. Đấy, còn xuống đến đây thì nó là thuế, tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ. Thì các em lại xem cái cột thuế thu nhập cá nhân đây. Đấy, thì của mình ở đây sẽ có là bao nhiêu? Của người trên này với dưới này cộng vào thì ra số này đúng không? Cộng với cộng tác viên nữa. Đây. Cộng với cộng tác viên này là số tiền này. Đấy, như vậy là có hơn 2 triệu đây. Thì các em đọc ở đây nhá. Ừ. Thuế thu nhập cá nhân đúng không? Đấy thì lúc này mình lấy cái cột thuế thu nhập cá nhân mình nhập vào đây. Đấy là 2 2959364 2959364. Đấy. Không cư trú đúng không? Đấy, còn dưới này là tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.
Thì nói chung là các em mà đi làm cho các cái công ty nhỏ và vừa thì chả có công ty nào người ta chịu đóng mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên đâu. Đấy, còn nếu có thì các em sẽ tìm hiểu và điền vào đây sau nhé. Đấy, thì bây giờ trước mắt là với các em mà mới thì cô chỉ hướng dẫn những cái mà nó rất là cơ bản để cho các em dễ nắm bắt được thôi đã. Đấy, còn học chuyên sâu thì các em sẽ đi sâu và nghiên cứu thêm một số cái vấn đề. Đấy, ví dụ như cái vấn đề này thì phải là khóa học chuyên sâu cô mới dạy. Còn ở đây cô dạy các em cách kê khai bình thường. Đấy, thế thì khi đó các em vào một doanh nghiệp thì ngoài sổ sách ra các em phải kê khai thuế. Thì đây là tờ khai thuế nhá. Thì các em sau khi các em làm xong thì các em lại ghi nó vào. Đấy, ghi nó vào xong rồi các em kết xuất nó ra để các em nộp tờ khai qua mạng nhá. Thì đấy là hai cái tờ khai mà các em phải làm trong cái video này. Đấy. Như vậy là ở cái video này nhá, các em sẽ phải sửa lại cho cô mấy vấn đề như vừa xong. Đấy, và các em sau khi các em làm xong ở nhật ký chung thì các em sẽ mở sổ cái để vào đến bảng cân đối phát sinh này cho cô nhá. Đấy, như hôm trước cô đã nói rồi, cái bảng cân đối phát sinh này như thế nào là đúng. Đấy, thì nó sẽ có hai bên này nó phải bằng nhau và nó phải bằng với cái tổng của nhật ký chung này nữa. Ví dụ như bây giờ mình sẽ lập bằng tổng nhật ký chung nhé. Các em đặt tổng nhật ký chung sang đây. Đấy. Thì lúc nào hai cái này nó bằng nhau rồi, các em lại phải đối chiếu nó với cái này thì nó phải bằng nhau, thì lúc đấy cái bảng cân đối phát sinh trong kỳ này thôi nhá. Đây, trong kỳ này cô yêu cầu cái cột này đúng đã. Đấy. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là ở trong cái bộ tài liệu ấy thì nó có cái bảng cân đối phát sinh ở cuối kỳ ấy. Thế nhưng mà hôm trước cô đã nói với các em rằng nếu như tại vì cô mà dạy theo cái bộ số liệu đấy nhá, giả dụ như năm trước nó có lỗ, cô sẽ phải hướng dẫn các em chuyển lỗ sang. Như vậy nếu mà chuyển lỗ sang thì các em lại không được làm quen với bút toán tính thuế. Có đúng không? Nên ở đây cô tạm gác lại cái bảng cân đối phát sinh đấy, coi như nó chưa có, để cô muốn là cái kỳ này nó lãi, để cô hướng dẫn các em bút toán tính thuế. Còn cái phần tính thuế thì đây cô đã ghi ra đây nhá. Hôm trước cô cũng đã bảo các em là cứ đến cuối quý thì mình sẽ tập hợp tất cả vào bên có của 911 và bên nợ của 911. Thì trong cái bài này, tổng có của 911 đây, tổng nợ của 911 đây. Như vậy là lợi nhuận kế toán, các em sẽ lấy doanh thu trừ đi chi phí ra lợi nhuận. Thì cái lợi nhuận là lợi nhuận kế toán. Còn lợi nhuận thuế là vì trong kỳ các em có cái phần khấu hao của cái tài sản vượt quá 1,6 tỷ đấy là không được tính vào chi phí hợp lý. Nên lúc đấy khi mà lợi nhuận theo luật thuế là các em không được trừ đi cái phần khấu hao đấy. Thì các em sẽ thấy là lợi nhuận kế toán và lợi nhuận theo luật thuế nó có sự chênh lệch đây. Lợi nhuận kế toán nó thấp hơn lợi nhuận tính thuế, đúng không? Và khi tính thuế các em chú ý phải tính trên lợi nhuận theo luật thuế. Đấy, và nó ra số tiền thuế đây thì các em sẽ đưa bút toán vào đây. Chứ giờ mà cô lại lấy coi như là năm trước nó có phát sinh rồi thì các em nhìn thấy bên nợ của 4212 của năm trước đấy nó có một số tiền lớn như thế, đúng không? Thì các em sẽ chuyển lỗ sang đây. Thì khi mà các em chuyển sang đây thì cái kỳ này các em không phải tính thuế. Như vậy các em sẽ không được làm quen với cái bút toán này. Thế nên là cô mới bảo các em là tạm gác bỏ cái bảng cân đối phát sinh của kỳ trước lại để coi như bây giờ đây là mới đi đã, đúng không? Đấy, thế nói chung là học một bộ thì nó rất là khó cho bọn cô ở chỗ đấy. Bình thường mà các bạn học ở đây cô sẽ phân làm nhiều bộ, có bộ thì lỗ này, có bộ thì mới thành lập này, xong lại có bộ thì đã hoạt động rồi này. Đấy, để các em được làm quen với nhiều tình huống, chứ còn trên một bộ thì không thể nào mà đưa vào đây nhiều tình huống được. Nó rất là khó. Thế nên là đấy, cái trường hợp này thì các em bỏ qua cái bảng cân đối phát sinh đấy để mình làm quen với cái bút toán tính thuế nhá. Thế còn khi mà các em đi làm thì nó có là các em phải có bút toán chuyển lỗ. Nếu mà năm trước nó có lỗ hay lãi, các em phải có bút toán chuyển vào đây. Chuyển lỗ, chuyển lãi vào đây. Ví dụ năm trước mình đang năm nay 4212 nó là của năm nay thì cô lấy giả thiết nhá. Năm nay của mình lãi. Cô lại sáng.
Cô lấy giả thiết nhá, 5 năm trước của các em là đang lãi, các em đang định khoản là nợ 911 có 4212. Đấy. Giả dụ đây là của năm 18 nhá. Thì các em đang có lãi đúng không? Thì mình phải đưa vào đây, giả dụ như 20 triệu. Thì nó đang bên có của 4212. Thì đến đầu năm sau là đầu năm 2019 ý, các em sẽ phải chuyển cái này về bên nợ. Thì mình sẽ ghi nợ 4212 và ghi có vào 4211. Cái này là lợi nhuận của năm nay và cái này là lợi nhuận của năm trước. Đấy, thế nên là năm 18 cái này nó được hiểu là của năm nay. Nhưng mà đến năm 19 thì nó sẽ trở thành của năm trước. Thế nên các em phải có bút toán chuyển như thế này. Đây là trong trường hợp lãi, còn lỗ thì các em làm ngược lại nhá. Nếu như các em đi làm mà có số liệu của các năm trước thì các em đều phải có bút toán này vào đầu sổ. Nhưng ở đây trong cái tình huống này như cô vừa giải thích lúc nãy thì cô bỏ qua cái phần bảng cân đối phát sinh đầu kỳ để cho nó lãi, để các em được làm quen với bút toán tính lãi nhá. Đấy. Thế thì sau khi mà các em vào bảng cân đối phát sinh, bây giờ cái chỗ này cô chỉ cần các em là đúng thôi đã. Để sau đó cô dựa trên cái này, cô sẽ hướng dẫn các em vào báo cáo tài chính. Thì đấy là cái công việc của cái video số 7 này. Đấy thì cô sẽ ngắt cái video này ở đây và cô sẽ hướng dẫn các em các phần việc khác sang một cái video khác cho nó dứt điểm. Đấy thì xin chào tạm biệt các em, hẹn các em video sau.